Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video chúng ta giao lưu cùng với anh em hội quán Bonsai, xã Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Đây là chương trình giao lưu ngày 11 tháng 11, 2024 tại khuôn viên gia đình nhà anh Khổng Xuân Đạt. Vâng, tôi gửi đến cái tác phẩm đầu tiên, đó là một cây xanh mà các anh tuốt lá hết rồi, chơi phô dăm, cốt cây cũng tương đối là già. Nó là dáng trực hoành, thân hoành và thân trực. Cây tầm nhỏ khoảng độ, cây này chắc hai người bê được mà. Đó là cây xanh của anh Mạnh Gỗ. Vâng, và tôi cũng là gặp trực tiếp được anh Mạnh Gỗ khi đang quay cây của anh, thì anh đến anh chào chú Đỗ Sinh. Rồi, anh có một cây xanh trực hoành hay đấy. Cây xanh Nam Điền, anh tuốt lá phô dăm đẹp quá. Vâng, chúng ta đã có cái số điện thoại của anh Mạnh Gỗ rồi. Cây này mà tầm giao dịch thì giá khoảng bao nhiêu anh Mạnh ơi? Giá anh em đang trả là 85 rồi. Giá đang trả anh là 85, anh chưa nhất trí. Thì tầm nào thì anh bán được? Chắc nó cũng nhí ký đi, nếu mà hợp duyên thì cũng là chứ tí 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 nó làm. Tí 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 nữa là được, tức là 86 là được. Vâng, rất là yêu. Rồi, cảm ơn anh nhá. Anh cho tôi xin kiểu ảnh anh đứng đằng trách đằng kia. Đấy, bởi vì nó hẹp quá tôi phải đứng chéo này một tí. Đấy, đây anh đứng đấy. Đứng dịch đằng này. Để tôi đến lấy hướng kia nhá. Cây già thật đấy, anh đứng yên để tôi chụp kiểu ảnh nhá. Vâng. Báo giá là trả 85 rồi không bán. Nhích một tí ti là bán, tức là 86 là bán. Chụp về. Vâng, chúng tôi các anh lại thấy các anh vẫn tiếp tục mang những cái tác phẩm của những anh em đội bạn đến đây để trưng bày giao lưu. Nếu quá trình con này mà nằm 15-20 năm trong trời không phải đấy là con này, đoạn quay đó cây này quay lại. Anh có phải anh Trúc không? Vâng, tôi đang ngắm cây dưới của anh lúc nãy kia. Tôi bảo đúng cây dưới này nhìn nó quen. Cây dưới nhỏ nhỏ, cái dễ làm thân, hai dễ chưa? Vâng. Và giới thiệu với anh em, đây là anh Khổng Xuân Đản đây. Cái chương trình hội quán Bonsai Cao Phong này, ngày hôm nay khai mạc thì kéo dài khoảng bao nhiêu ngày trưng bày anh ơi? Coi như để suốt ở đây luôn. Để suốt ở đây luôn. Kéo dài 15 ngày. Kéo dài 15 ngày. Vâng. Còn chương trình đây là trụ sở chính của anh em hội quán Cao Phong. Cảm ơn anh nhá. Gian hàng thương mại. Vâng, thế thì sau này chúng ta cứ mô hình nó gần như là một cái chợ đi. Thì là lên cái chương trình đều đều theo một cái lịch, nó như là cái phiên chợ. Tháng một lần thì là anh em kéo đến. Vâng, cũng như là cái câu lạc bộ ART ở dưới Việt Trì và nhà anh Mạnh Cường ở bên Phúc Thọ và một số những cái địa điểm mà Đỗ Sinh đến chung tay với anh em xây dựng thành công những cái chợ nhỏ nhỏ, thế là rất tuyệt vời. Vâng, cảm ơn anh Khổng Xuân Đản nhá. Vâng, chúng ta nhìn thấy cái không gian, những cái nếp nhà và một cái sân rất rộng của gia đình anh Khổng Xuân Đản. Đây chính là cái địa điểm để tổ chức một cái chợ đông vui như thế này, kết nối đam mê và cũng là một cái điểm đến cho anh em yêu cây trong và ngoài khu vực Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Vâng, và đây là một cây dưới, tôi muốn cái truyền tải cái hình ảnh này. Một cây dưới mà cái phần lấy rễ làm thân, hai nhánh rễ tạo lên một cái dáng siêu rất là đẹp. Cây rất là già. Mà tôi đang
để hỏi ông chủ xem là ông thiết kế cái trên này có một tán thôi là có mục đích gì. Trên đỉnh ngọn của nó có một tán thôi. Vâng, nó tượng trưng như một con cá mập ạ. À. Đang bay trên mặt biển, nó phêu, nó rất là à, tức là cá mập khi lao lên đấy. Lao lên khỏi mặt nước ngoài đại dương á, vâng. Là nó lộn nhào đúng không ạ? Vâng. Thường là nó lộn nhào. Vâng. Vâng, đây là cây dưới của ông Trúc đến từ Triệu Đề. Tôi sẽ đến cận cảnh để lấy cái số điện thoại anh em giao lưu. Đây là phía sau của cây dưới này. Chào anh Trinh. Vâng, chào anh nhá. Vâng, chào anh. Rồi. À, đây là số điện thoại của ông Trúc đây anh em ạ. Đấy. Ông Trúc ơi, cây này giờ khoảng bao tiền hả ông ơi? Khoảng bao tiền? 12 triệu. Vâng, đấy ông cũng rất là chân chất. À, tôi đến thăm vườn ông rồi. Cái hàng mà mini nhỏ nhỏ và gọn gọn cây như thế này ông có nhiều lắm. Đấy. Rồi, giá 12 triệu. À đây, ông còn cây xanh Nam Điền này nữa à? Cây này cũng già cốc đấy nhỉ? Cắt để nuôi được một cái này nó mới là khó, chứ còn cắt là cả cái này nữa à? Đâu cái này thấy treo thẻ khác của người khác đúng không? Có ông có hai cây này. Rồi. Con này tác phẩm có đẹp không? Dáng đúng tác phẩm nữ nam Trung Quốc. Các bạn nó để cho 1 triệu. Anh hai cũng cùng anh vào. Thế mà cô không lấy đấy. Nó bảo thôi thằng bạn cầm được tiêu đưa tao 1 triệu, tao mua cái này 1 triệu rồi tao biếu mày cái xe đi. À, tức là cái cây si này là giá 1 triệu. À đúng rồi. Vâng, mua 1 triệu ạ, bạn nó để cho. Tức là bây giờ là anh cũng lại để cho thằng bạn là 1 triệu. Có được không anh? Nhưng mà đẹp. Ờ. Thế bây giờ anh cũng để cho thằng bạn 1 triệu được không? Cũng được. À, cũng được. Đây là anh có cây này sao lại gọi là dáng hoành? Con này dáng hoành. Đổ rõ ràng là đổ của nó lại gọi là hoành. Nó thế này mới gọi là hoành chứ. Anh mà anh tên là gì anh chả ghi ở đây. Nhà vườn Hải Nga. Nhà vườn Hải Nga. Tức là chồng là Hải, vợ là Nga. Đúng không ạ? Ở Triệu Đề. Đây số điện thoại đây nhá. À, nếu mà các anh em là bạn của anh Hải Nga đây thì chúng ta sẽ bê cây này về giá 1 triệu. Đấy. Thác đổ rõ ràng anh ghi là hoành. Đúng không? Rồi, cái kia cũng là huyền chứ không phải là hoành nhá. Vì nó dưới mặt chậu, cái tay kia là tay huyền rồi. Con này là huyền nhai. Huyền nhai. Chứ nếu mà nó bằng mặt chậu thì mới gọi là hoành. Con này là chộp. Vâng, được. Đấy, anh ghi cho nó đúng. Không, không cần. Người ta đã không ghi rồi thì không quan trọng. Nhưng mà đã ghi là phải ghi đúng. Đâu, cây nào anh? Anh còn cây đấy nữa à? À, cây này cái bệ của nó gần như kín mặt luôn nhỉ. Ừ. Rồi. Cây này của anh à? Đẹp quá nhỉ. Nó là đồ chơi anh. Cây này là đồ chơi kỹ rồi. Cây này chơi không bao giờ biết chán. Cái bệ bãi nó thế này mà. Vâng, đây số điện thoại của anh. Anh là Đỗ Sinh. Dạ? Anh là Đỗ Sinh, Đỗ Sinh mà. Tôi là em ông Đỗ Sinh. À, em Đỗ Sinh đúng rồi. Ông Đỗ Sinh trước ông già rồi. Bây giờ Đỗ Sinh em trẻ hơn. Trẻ so với năm ngoái anh em mình gặp ở nhau ở quán Lộc Vườn Đỏ này có trẻ hơn không? Năm ngoái cũng thế sang Cao Phong mà. Thì mấy hôm cái buổi hôm đấy mới về ông Trước chơi. Thành lập cái hội chợ này hôm bảo anh em đón bác Đỗ Sinh điện trước đi để bác xếp ngày không có. Vâng. Cái bệ cây này đẹp quá. Đẹp. Bệ đưa vào cái hang này vừa gọn vừa kín luôn. Cây này phải mang đi Đại Đồng đấy. Mang đi chỗ Thành Thất. Vĩnh Tường đấy. Vĩnh Tường à? Vâng. Hôm mới cây đổi xe mà bác thấy đấy. À đúng rồi. Cây này giờ không biết tầm bao nhiêu tiền không?
Thái ơi, cây này khoảng bao nhiêu tiền? Cây này nó vào tầm giao dịch nó tầm khoảng 90 triệu. 90 triệu. Nhưng mà đấy là ông Hải ông báo giá đúng không? Còn bà Nga bà có nhất trí không? Chắc có. Giá 90 triệu hả? Xứng đáng. Xứng đáng, chơi rất kỹ rồi mà cái lượng dăm nó như thế này rồi các bác. Nó sưng lên hết rồi này. Đấy, mà lá cốt đẹp không? Con này được đi chơi nhiều rồi. Lá rất nhỏ. Rồi. Tầm cỡ tiền đấy là ok. Chơi đẹp. Vâng, tôi giao lưu với các anh chủ cây ở đây, tôi thích nhất được cái câu mà các anh bảo là cây này em lấy từng ngày bác ạ, thế là tôi thích. À đây à, đây anh Hải còn coi cây này nữa. Cây này cũng già, cũng cốc đế nhỉ. Alo. Con này cũng đẹp đấy anh Dung Sinh. Vâng. Hàng chất. Cây này có cây này chắc không bằng tiền, không bằng tiền cây kia. Cây này tôi đoán thế này xem có đúng nhá. Anh phải công tâm đấy. Nếu anh em alo đến anh sẽ báo giá là khoảng độ. Con này nó tầm 45 triệu. Tôi chưa kịp nói thì anh lại nói. Tôi đã nói để tôi đoán thì anh lại nói ngay 45 triệu. Tôi đang đoán là 42 triệu. Hai con này bằng tiền 40 42 triệu. À cây này cũng của anh à? Không, của anh Trí. À của Giàng A Trí. Giàng A Trí nói tôi quay cây này rồi nhưng mà chưa nói đến giá. Tôi chỉ nói là một cây long rất đẹp, nó gói cái thân vào. Trước là của em. À trước của anh Đản anh để cho Giàng A Trí à? Ừ. Nhưng mà tôi đang hỏi là nghệ nhân Giàng A Trí tại sao lại cắt bỏ cái rễ này. Tôi thấy là mình sẽ chuyển nó ra ngoài này, nó làm cái chân ở đây để nó xứng với những cái chân xung quanh. Tức là nó như con người đôi khi phải đi làm đẹp. À vâng, spa. Lúc nào nó không đẹp. Vâng. Như vậy cây này là anh Hải Nga anh báo là 45 triệu đây. Rồi, thế là anh có một cây để báo là 90. Cây này là 45. Và cây này cũng 45. Và cây này tôi cuốn ở video trước tôi quay rồi. Một cây long rất đẹp. Vâng, tôi thấy có một cây cũng gọn cây. Dòng lá đẹp đấy. Đặt trên một cây chậu si cát. Làm theo lối bể cổ đấy. Đó là cây siêu của anh Hiếu Thọ. Và đây số điện thoại này. À anh Thọ anh đứng cạnh đây mà. Đúng không nhỉ? À đây chủ nhân của cây đây rồi. Vâng, hàng một người bê được. Một người bê đầm tay. Vì thực ra lượng đất cây này cũng nhiều. Vì cái bể này rất sâu. Anh Thọ ơi, cây này tầm giá khoảng bao nhiêu anh nhỉ? À tức là để chơi, chưa giao lưu. Được rồi. Thế anh có mấy cây đây? Em có 2 cây. Cây nào? Cây si này cũng để chơi hả? À, tôi quay nốt cây si của anh đi xong rồi tôi đóng máy chuyển sang cuốn video khác. Cây này thì cũng được rồi. Có đóng gói gì đâu, có đóng ghép gì không đấy? Nguyên bản. Vẫn nguyên bản đấy à? Nguyên bản đấy. Tôi đang nghi cái chỗ này lắm. Không, nguyên bản. Để tôi xem. Chắc là cành nó ra nó nở. Tôi phải xem ở bên này mới biết được. Cái này. Không, nguyên bản luôn. Nguyên bản đấy. Vâng, làm lấy nguyên bản luôn. Anh lấy nó vẫn thế rồi. Thì là đúng. Lấy về là từ lúc còn phôi tức là chưa họ chưa làm đấy. Nguyên bản đây tức là nó ra một cái cảnh như con này. À. Một cái cảnh như này. Xong rồi đầu người ta cắt. Vâng. Để lấy cái chuyền lên đây để vâng. Lấy cái tay đỡ vâng. Chỗ này vâng. Cho nó cân đối đúng không? Cây đẹp quá. Dáng trực núi lùn. Vâng, tôi đăng tải một lần nữa số của anh Hiếu Thọ để chúng ta giao lưu này. Và bây giờ Độ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta di chuyển tiếp đến cuốn sau.